Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab, và ngày hôm nay trên bàn của chúng ta sẽ là hai sản phẩm đến từ hai nhà sản xuất khác nhau. Một bên đến từ Mỹ và một bên thì bán rất chạy từ Mỹ. Chiếc điện thoại Apple iPhone 12 và chiếc điện thoại OnePlus 9 Pro. Đây sẽ là một kèo cân sức, không phải là liên quan đến speed test hay gì cả. Chúng ta sẽ chỉ cần nói và đánh giá nhanh về cái hệ điều hành của nó thôi. Năm nay thì các bạn biết rằng OnePlus 9 Pro chúng ta sẽ không chạy Oxygen OS hay là Hydrogen OS, mà năm nay chúng ta sẽ có Color OS chạy dưới cái theme của OxygenOS, các bạn nhìn thấy rất rõ. Và chúng ta sẽ cùng xem rằng nếu mà so với một trong những sản phẩm được coi là chạy ổn định nhất ở thời điểm hiện tại, hệ điều hành iOS của iPhone 12, thì ColorOS có ăn lại được hay không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab, mình là Tuấn Ngọc. Quay trở lại với hai sản phẩm này thì các bạn sẽ đều thấy rằng chúng đang có mức giá tương đồng với nhau. Mức giá của iPhone 12 nếu mình tham khảo Shopdang thì nó sẽ loanh quanh khoảng 20 đến 22 triệu đồng tùy phiên bản mà các bạn muốn mua. Và tất nhiên các bạn đến với Shopdang thì sẽ có rất nhiều chương trình khuyến mại giảm giá, đặc biệt nhất là trả góp 0%. Các bạn có thể truy cập vào đường link bán hàng ở trong phần mô tả để các bạn có thể đến với Shopdang và tham khảo nhé. Thêm vào đó, nếu các bạn là một fan của Apple, đừng quên truy cập vào group yêu Apple, mình sẽ để ở trong đường link ở phần mô tả luôn. Còn với phía ngược lại, với chiếc OnePlus 9 Pro thì chúng ta không có hàng chính hãng, đây là phiên bản sách tay mà mình mượn được thôi, và mức giá của nó cũng loanh quanh khoảng 22 triệu đồng. Sơ qua về mức giá thì các bạn đều biết rồi, đều là những cái phiên bản điện thoại rất cao cấp. Và ngày hôm nay mình muốn nói thêm một chút về Oxygen. À không, sao mình cứ gọi là Oxygen OS nhỉ? Bởi vì đơn giản thôi, đây là chiếc điện thoại nó chạy ColorOS mà nó được mốt lại dưới giao diện của Oxygen OS. ColorOS hôm nọ mình có làm với Oppo Find X3 Pro rồi, và các bạn đều có thể thấy rằng là cái khả năng chạy ổn định của nó là rất tốt. Và còn bây giờ không biết là ColorOS chạy ở trên OnePlus 9 Pro với cái giao diện của Oxygen OS sẽ là như thế nào. Nếu các bạn vào phần giới thiệu về điện thoại, các bạn sẽ thấy rất là rõ. Ở đây chúng ta sẽ là phiên bản ColorOS V11.2 và dựa trên phiên bản Android 11. Còn phía bên đây chúng ta sẽ có iOS 14.4, cũng được coi là mới nhất rồi. Một trong những cái điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn ấy, đó là cái khả năng trải nghiệm ở trên ColorOS với cái con OnePlus 9 Pro này là vô cùng mượt mà. Cái sự mượt mà này thì mình phải nói với các bạn ngay là nó đến từ cái màn hình có cái tần số làm tươi lên đến 120Hz. Ở trong cái đó thì nếu mà các bạn chuyển qua iPhone 12 thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tần số màn hình của nó ấy chỉ là 60Hz mà thôi. Lúc đầu thì mình nghĩ rằng nó không khác nhau nhiều, nhưng mà các bạn nên lưu ý rằng á, với những cái sản phẩm của Xiaomi ấy, khi mà nó chạy MIUI nó không được mượt lắm, thì 120Hz hay là 100Hz hay là 90Hz là một điều nó rất quan trọng. Còn với cái chiếc điện thoại này, dù cho các bạn có để 90, 60 hay 120 thì mình vẫn cảm thấy rằng nó khá là mượt. Đây, mình sẽ chuyển về cái tốc độ làm tươi tiêu chuẩn là 60Hz. Thì các bạn thấy không? Đó, nếu mà so với iPhone thì nó không có điểm gì là khác biệt lắm đâu. Đây, mình sẽ mở lên lần nữa. Đó, vuốt lên vuốt xuống thì các bạn thấy là cái animation của nó vẫn khá là mượt. Đây, đó, nó không có điểm gì khác biệt cả. Nhiều người có nói rằng nếu sử dụng Android thì bắt buộc phải có tần số quét cao để mang lại cái trải nghiệm thực sự mượt mà. Nhưng cá nhân mình thấy rằng cũng không có điểm gì là khác biệt lắm đâu. Mình sẽ để nguyên cái này nhá, mình sẽ để nguyên cái tần số quét là 60Hz để cho các bạn xem. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thoát ra ngoài màn hình để check ra một chút xem là cái khả năng đáp ứng về app là như thế nào. Hiện tại thì mình sẽ mở vào cái phần cài đặt này. Mình sẽ tắt tất cả mọi thứ đi để cho các bạn có thể xem. Đó, mình tắt toàn bộ các thứ nhá. Đánh giá về cái giao diện ColorOS năm nay thì mình thấy rằng nó khá là, sao nhỉ? Nó khá là đơn giản, nhưng bởi vì nó đi theo cái phong cách của OxygenOS mà. Chúng ta vẫn sẽ có một cái launcher, một cái theme. Đây, có một cái widget y hệt như là của OxygenOS, và tất nhiên ở đây chúng ta đang bị lỗi phông, cũng phải thông cảm thôi vì đây là phiên bản đến từ Trung Quốc. Các bạn thấy không? Nghĩa là vấn đề ở đây là nó rất mượt. Nó rất mượt nhá. Đó. Các bạn thấy không? ColorOS làm việc rất tốt ở trên OnePlus 9 Pro. Các animation. Rồi. Đó, mình demo cho các bạn một chút thì các bạn đều có thể thấy rằng là cái khả năng mượt mà của nó là như thế nào. Bây giờ mình sẽ để cái tần số quét cao hơn để xem rằng là nó có thực sự sướng mắt không nhá. Đó, rồi, bây giờ mình sẽ test lại từ đầu này. Các bạn thấy không? Rất sướng nhá. Đó. Rất mượt đúng không các bạn? Đây, kể cả khi mà chúng ta chuyển qua đa nhiệm này, vuốt giữa các app này, thì các bạn sẽ thấy là kể cả iPhone cũng cảm thấy là không được mướt, giống như là con OnePlus 9 Pro này. Mình muốn chứng minh cho các bạn một điều ấy, kể cả các bạn không mở 120Hz thì nó vẫn rất là mượt, mà các bạn mở lên thì cái trải nghiệm nó còn mướt hơn nữa cơ. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần mà chúng ta so sánh một chút về game chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là mỗi khi mở game lên ấy,
thì lúc nào OnePlus 9 Pro cũng sẽ có một cái phần là nó phải tối ưu một chút. Đó. Đây, mình thoát ra này. Đấy, các bạn thấy không? Vẫn sẽ phải giật một xíu. Hôm nọ mình có thử với cả Oppo Find X3 Pro thì nó không có hiện tượng này. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là cái sự ổn định, đây các bạn thấy không, nó vẫn phải hơi giật một chút. Nó không thực sự được mượt mà và trơn tru giống như iPhone. Đây, mình sẽ mở thêm một game nặng nữa, đó là game Call of Duty. Đấy các bạn thấy không, nó vẫn phải tối ưu một chút rồi nó mở màn hình lên. Thế còn cái điều các bạn quan tâm đó là khi các bạn đa nhiệm giữa các tựa game thì sao? Đây, vuốt sang các tựa game khác này. Đó, có vấn đề của những cái điện thoại Android của chúng ta ấy. Đấy là mỗi khi chuyển qua tựa game là nó phải nháy một phát, nó mới chuyển tiếp. Đó. Nói chung mình thấy là thao tác vuốt này là rất ổn định, tuy nhiên các bạn thấy không? Đôi khi là nó sẽ bị hơi loạn một chút ở cái khả năng gọi là tối ưu giữa các app cơ bản và những app game. Mình đang để dọc tự nhiên nó chuyển đến ngang này. Đó, thấy không? Mình sẽ mở liên tiếp mấy tựa game như này và thoát ra liên tục. Đây các bạn thấy không? Vừa xong một cái là nó hơi lát một chút nhá. Bấm vào là không hiện lên luôn. Đó. Tổng kết lại về bài ngày hôm nay thì mình chỉ muốn so sánh nhanh giữa iOS và cái ColorOS chạy trên cái giao diện có OxygenOS để cho các bạn xem rằng là thứ nhất là về thẩm mỹ là như nào, thứ hai là về cái sự ổn định là như thế nào, và thứ ba là những cái animation nếu các bạn chuyển tiếp giữa các app, các bạn sử dụng đa nhiệm nó thực sự tốt hay không. Thì kết luận của mình ấy, đó là năm nay mình cảm thấy khá hài lòng với cả OnePlus 9 Pro. Với một cái sản phẩm điện thoại như thế này mà chạy Android với ColorOS thì mình đánh giá là nó khá là ổn. Thực ra mà nói để nó thực sự mượt mà giống như OriginOS, FlyMeOS đến từ Meizu thì mình không đánh giá quá là cao, bởi vì các bạn thấy không, đôi khi vẫn còn một hai những cái lỗi vặt. Ví dụ như là các bạn mở game lên này, đôi khi là không mở được nhá. Hoặc khi các bạn thoát ra thì nó vẫn phải tối ưu một chút, lag một chút nó mới mở lên. Nó không được thực sự mượt mà những sản phẩm điện thoại iPhone, mặc dù là cùng tầm giá. Nói về giao diện thì các bạn sẽ thấy rằng, nói thật ấy, có thể nhiều người sẽ ném đá mình về cái việc này, nhưng mình không thích OxygenOS lắm, bởi vì nó hơi đơn giản và đơn điệu. Nhưng năm nay chúng ta đã có ở đây một cái hệ điều hành mà mình thấy rằng được tối ưu lại với giao diện của ColorOS mà chạy với cái team của OxygenOS, thì các bạn sẽ thấy rằng nó được bố trí có một cái nét gì đấy nó hiện đại rất là nhiều, thành thử báo trạng thái rất là đẹp, mở lên đa nhiệm thì cũng rất là tuyệt vời, nhìn không bị lag một chút nào cả. Để mà đánh giá thì mình thấy rằng nó vẫn khá là mượt, đáp ứng được ổn mọi animation, đa nhiệm, thao tác vuốt tuyệt vời. Nhưng mà để trong tầm giá 22 triệu như này thì mình nghĩ rằng nó vẫn còn thua so với sản phẩm điện thoại chạy OriginOS đến từ Vivo hay là FlyMeOS đến từ Meizu. Mình xin một lần nữa cảm ơn nhà tài trợ Shopdang đã cho mình mượn sản phẩm iPhone 12 để có thể so sánh, các bạn có thể có một cái hệ quy chiếu nó chuẩn để so với một hệ điều hành với một cái phiên bản rất là mới như thế này. Nếu các bạn muốn sở hữu những chiếc điện thoại iPhone như iPhone 12 có thể truy cập vào đường link bán hàng của Shopdang. iPhone thì luôn nổi tiếng là những sản phẩm điện thoại nó mượt mà, chạy rất là mượt với iOS. Đừng quên truy cập đường link ở trong phần mô tả nhé. Các bạn thấy hay đừng quên bấm like, bấm subscribe, bấm chuông cho kênh YouTube của Relab để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.